Anh nhìn nó nhỏ kìa, rồi hai anh kia nó vừa pha lên sau thằng nào nửa máu rồi. Anh thấy còn đậu không? Kiểu gì nó chả còn rồng không sao mà sợ được. Thượng động độc mép chứng tượng ông nhây. Đúng rồi là của năm. Rồi. Đâu? Sao sợ được? Rồi. Rồi, chạy đi. Anh em lên nửa đầu bao kiểu gì trong bụi đó thôi. Không thể sợ được. Chứng tượng độc mép mà. Rồi, né chiêu anh ấy.